là hồi hành. Ừ. Mình đầu là rửa vẫn đổ à? Vâng, vẫn đổ, rửa vẫn đổ mà. Anh chỉ giật thêm dầu nó lên không? Nổ, rửa xong là không nổ. Trước thì cái này nó ở cái vật lúc đấy nó tháo ở cái đấy già nó không nổ. Cái này là khói này, khói nó già đấy. Mà hai vòng, bốn vòng đấy. Cứ quay đây, em đang dưới cái ác này. Xem dầu nó có bơm nhé. Giật nhẹ nhẹ nhé. Đi giật nhẹ nhẹ nhé. Vẫn lên dầu. Giật mạnh phát cho nào. Rồi nhiều vòng quá kéo không hết đâu. Bốn vòng là được rồi. Bom, nổ luôn phát này. Nó không nổ. Nó là không nổ, nó cái kiểu này thôi. Được. Mình sẽ xử lý cho nó nổ. Lấy cái gì để ốc này cho nhỉ? Có phải không? Ốc thì ốc rồi. Máy này mua là máy năm rồi. Năm mà. Máy năm á. Đây là hôm nay chết. Bây giờ xong rồi làm bữa xong rồi lại chết luôn mà. Thì là mày làm xuống hết ruộng, có xuống hết tiền qua làm xong á. Cái này chắc anh rửa nước vào trong này rồi. Nước nó vào trong cái cục hơi này rồi. À đúng không? Chắc là đúng đó. Máy vẫn nổ nhưng mà mình lấy cái ống nước vẫn xịt cho. Vẫn đổ mà. Mà nó vẫn nổ thì nước vào thì nó vẫn ra được chứ. Dần nhiều này nước nó vẫn ra, cũng xả đi chứ, nó vẫn ra nhỉ. Máy này trước mua bao nhiêu? 8,5. 8,5 á? Vâng, ngờ cũng rẻ hơn. Vâng, nhỉ, kia cái này 1,8, kia là 1,86, 9 triệu. Của em mua 9,3. 9,3 á? Ừ, 1,86 này. Không chào đắt thế. À, 1,78 này. 1,78 kia, cái này có 1,78. Ừ, chứ mà mua đắt. Mà của em vẫn chưa hỏng, nên là. Nó không bị ra khói cái gì, nó nổ bình thường ấy. Vẫn bình thường rồi. Không ra khói rồi. Nhất trong này không hết cái gì. Nhất máy là khó lắm. Khó chứ, với thay đi không nói, thay thay. Cái này thì chắc nước vào trong rồi. Nó cày được. Cái này máy nổ này á. Bờ xong mà, bờ xong mình lấy ống nước thôi. Ôi dừa, giờ xong vẫn nổ, ra đến đường thì mình vẫn tắt máy thoải mái thôi bây giờ. Là máy xong là không nổ nữa. Đó, máy xong là không nổ nữa rồi. Mang nhà được, chả có điện đi được đâu. Nhanh nữa. Chúng kiểu ai ăn cùng mình ra nhà tính thiếu ơi. Tôi chào nhà cũng ở đây à? Đấy rồi mà, cái kia. Cái chỗ nhà. Ờ đây thấy cái đầu kia tí nữa. À. Tôi chào nhà cũng ở đấy kiểu khu dưới xá này chứ. Ừ. Là ruộng mình thì làm đấy. Ruộng ở đâu? Cái đấy mà ngay tít ra thì nhà có một cái nhà đấy ở đây này. À. Làm ruộng tận đây cơ. Nhà thì bên kia. Chút thì mình chúng mình dẫn lên về. Mình là chú thì dưới cái. Nhà anh trồng trên này mấy gói giống. Ba gói thì đủ ăn rồi. Có hai đứa cũng người thôi. Ba gói bốn. Hai đứa con đang hết rồi. Em cũng thế làm ít rồi. Làm nhiều thì khó. Làm nhiều mệt người. Đúng rồi. Làm đủ ăn thôi. Đủ ăn là được. Chúng tôi cái trục này ra đây. Cái giống kia nó không dòng. Cho này, cầm về nhé. Nó không dòng. Đều có. Nhà có, mình thích trong nhà nó không dòng. Sạch không? Bắt nó xem được không? Không nổi đi, thay đi lấy. Lúc đầu nó thật cái vào đây. Được á? Ừ. Lúc đầu á? Thế thì nó hở chỗ này, nó nổ thì tự nhiên. Nó hở nó không nổ nữa. Mình nó có thẹt ở đây, mình không nhận nó thẹt ở đây, nó thử đây. Nó khó nổ đấy, chỗ đấy à? Đấy nó khó nổ luôn. Giật khó nổ lắm ấy. Vậy mấy ông kia nó bảo cái đấy không có chưa, không có bảo chế. Đó. Cái này không có gió á. Nó bảo cái chỗ này không có gió không? Có là sao mà nó chịu được.
con răng nó kín hơi đấy. Cái này nó cũng kín hơi, nó thở một tí ra không nổ đâu. Mà nổ nó vẫn nổ nhưng mà phải có đà vào chứ nó nổ một phát thì nó vẫn nổ. Nhưng mà mình tắt đi thì nó lại rất khó nổ. Đấy. Mình đập vào. Đập cái đuôi vào. Không đập vào chứ, xong cái này. Cho lên trên. Mình đập được xuống nha. Cứ tắm đi. Không biết thở cái chuyện này chết rồi. Thở cũng còn chỉnh. Cái này kể cả anh không, nếu mà hở cái này kể cả anh không rửa nước nó vẫn chết thôi. Chẳng qua nó chưa đến lúc. Đến lúc chết rồi. Chưa đến lúc thôi, nếu không nó vẫn chết. Không cần phải rửa nước. Cái mà đó là mẹ hoài được hả? Cái lông đen này rất mất rồi. Bạn nó cảm ơn. Có sáng bà đi. Đây 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 vẫn có mà, đây 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 vẫn có mà, chiếu cái này. Trong đất nó đen đen này, khó nhìn thấy. Bây giờ cứ thả ấn, thả cho hình. Đen nữa. Doan doan nữa. Lông đen. Một cái lông đen. Một lúc phải chơi. Wow. Không thấy là không có thì cũng đừng, mà sau này cho nó tháo ra khó. Không có đâu. Cái này nó không chơi. Có khi nó không chơi. Nhưng mà nó thở một tí là nó không đốt được cái dầu của nó, không nổ là đúng. Thì cả máy sắt nó cũng thế mà, máy sắt gạo ấy. Nhưng mà phát này không nổ được nên thì phải chạy về nhà lấy cái răng đấy. Đúng rồi. Cái này không ai được chỉnh đấy chứ. Chả có ai chỉnh đâu. À chứ có một thằng nó thay nó xoang thì xoang để nó chỉnh phát thằng đấy. Ừ, nó chỉnh. Không được. Mẹ nó không ăn, nếu mà cái này không gáy nó đầy được cái không phải trơn hết đấy. Đâu giờ cái ông sáng chồng kia này cũng chỉnh cái cũng chiều ấy. Chuyển đường lên cho nó chuyển chết nó chảy chảy cái dầu sáng sân hồ ra đây tận đây sửa đúng rồi nó cần lấy công cao rồi nó có lấy công đâu anh em lấy thì lấy đi anh em nhưng mà lấy cái dầu ở đấy anh em khỏi anh em rồi chỉnh cho nó hỏng máy thôi không phải chỉnh cho nghỉ đâu. Riêng thằng ở phố lô kia nó lên sửa công nó 35 dưới đấy nhỉ. Thằng à ông già kia. Thằng già kia 35 dưới nó mới công riêng công nó 35 dưới đấy. Ôi giời. Anh em cũng đi chăm cái các sữa nhiều. Nhưng mà đi xa đi tận Thiệp thì em lấy nhiều. Bởi vì em ở nhà em sửa xe nữa, không có thời gian đi. Rồi, mình nói xuống đi. Mình đi sửa mấy cây. Cái răng của mình cũng vậy đúng không? Mình đi sửa mấy cây thì mất một ngày công. Mình ở nhà, nếu mà mình ở nhà sửa xe máy thì vẫn kiếm được nhiều hơn. Nhưng mà không sửa thì cũng không được. Bởi vì mình đã biết sửa thì người ta cứ gọi thì mình phải đi. Đấy. Thế những người cái của anh mới mất đấy mới hai bận hai ba ngày và nhiều hàng chục ngày bây giờ đi làm không đi làm được chứ. Ừ.
nào mà. Mấy cái này biết thì nghe, nó không biết thì chả biết, nó tháo thế nào nó không biết. Với lại nhiều ốc lắm mấy nè. Nhiều ốc. Lúc nổ thì biết 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 cày thôi, nhưng mà lúc chết thì chịu. Mày dập thế nào? Khi giật mình chờ nguyên lần dưới cái ác. Một khi giật một phát mình mấy phát này, cho nó dầu lên. Xem, phát này nó mạnh mạnh. Cái cây nó nổ một lúc á. Nó nổ một lúc á.